Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 18 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung được bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Huyện Văn Bàn triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tấm tranh thêu của trường phổ thông dân tộc nội trú cho cơ sở và trung học phổ thông huyện Bát Sát được công nhận kỷ lục Việt Nam. Chính sách giảm thuế VAT 2% đang giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tăng lợi nhuận, kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Tin quốc tế, dịch vụ giao hàng ở Trung Quốc bận rộn mùa giá rét. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Năm 2023, huyện Văn Bàn đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành toàn diện 62 trên 62 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nổi bật là tốc độ phát triển kinh tế đạt 13,9%, thu ngân sách dự ước hết năm 2023 đạt 503 tỷ đồng, là huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành thu ngân sách trên địa bàn. Kết quả giảm nghèo đạt tỷ lệ hơn 4%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung biểu dương những kết quả nổi bật huyện Văn Bàn đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đồng thời định hướng một số giải pháp để khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao năm 2024. Trên cơ sở 8 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các giải pháp, quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao nhất. Chiều ngày 18 tháng 12, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các đơn vị trong khối thi đua đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, triển khai kịp thời các hoạt động cứu trợ thiên tai, chăm lo giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo và các hoạt động an sinh xã hội. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được chú trọng, qua đó thực hiện tốt vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Năm 2024, khối thi đua sẽ đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ để nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 thuộc các cơ quan trong khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã được biểu dương khen thưởng. Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa được khối thi đua doanh nghiệp 2 tổ chức sáng nay, 18 tháng 12. Với 16 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực chính như kinh doanh, bảo hiểm, thuốc và vật tư y tế, nội thất, vật liệu xây dựng, với gần 500 người lao động, năm 2023, khối thi đua doanh nghiệp 2 triển khai nhiều giải pháp, gắn nội dung thi đua với hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, đảm bảo tăng trưởng doanh thu gắn với ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Doanh thu của các đơn vị trong khối đạt gần 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 13 tỷ đồng, thu nhập người lao động đạt 9,5 triệu đồng trên một người một tháng, ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Năm 2024, các đơn vị trong khối tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua. Hội nghị cũng đã bình xét đề nghị tặng cờ thi đua và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2023 cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đồng thời khen thưởng điển hình tiên tiến năm 2023 của khối, phát động và ký giao ước thi đua năm 2024. Khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tỉnh cũng vừa tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, phong trào thi đua của khối gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ đảng viên, hội viên và nhân dân. Điển hình như phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023. Tuổi trẻ Lào Cai tham gia xây dựng nông thôn mới, tuổi cao gương sáng, cựu thanh niên làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.
Dịp này, khối thi đua các tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Viện Kỷ lục Việt Nam vừa có quyết định trao tặng bằng Kỷ lục Việt Nam cho Tấm Tranh, trường phổ thông dân tộc nội trú trung cơ sở và trung học phổ thông huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, trường học vùng cao, là tấm tranh thêu thổ cẩm lớn nhất do các nữ sinh trung học phổ thông thực hiện. Với chủ đề về các địa danh tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, tấm thêu này có diện tích 18m², mất gần 3 năm để hoàn thiện, là niềm tự hào của các thành viên câu lạc bộ thêu trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bát Sát. Tỉ mỉ từng đường kim, mũi chỉ, các nữ học sinh người Mông, người Dao đã viết truyền thống của nhà trường, của quê hương bằng chính bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thật may mắn khi em cũng trở thành thế hệ học sinh được tham gia thực hiện tấm thêu từ năm lớp 10 đến năm nay. Và năm nay tấm thêu đã được hoàn thành và thể hiện trên tấm thêu đó chính là sự phát triển của nhà trường từ những năm mới thành lập đến nay, đang là học sinh cuối cấp. Em cũng mong muốn rằng năm nay mình sẽ đạt được những kết quả học tập tốt nhất và đóng góp một chút sức nho nhỏ của mình trong quá trình phát triển của nhà trường ạ. Cả cô cả trò chúng em thì cũng rất là tự hào khi mà được hoàn thành một các cái sản phẩm thêu mà nó mang giá trị là lưu giữ cái bản sắc và phát huy các cái truyền thống của dân tộc ạ. Thông qua tấm thêu này, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bát Sát mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống, giúp học sinh thêm yêu trường, yêu lớp, hiểu lịch sử địa phương, từ đó quyết tâm học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương. Thưa quý vị và các bạn, sau 6 tháng triển khai giảm thuế VAT 2% theo nghị quyết số 43 của Quốc hội, chính sách này đã giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tăng lợi nhuận, kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra trong tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đây là nỗ lực của chính phủ trong triển khai chính sách tài khóa tiền tệ, đảm bảo mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Là người nội trợ, bà Vũ Thị Nguyên cảm nhận rõ tác động tích cực từ việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT đến giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày. Hàng hóa bây giờ thực tế ra nó rất là rẻ, đã rẻ được nhiều rồi mà nhà nước bây giờ lại giảm thuế VAT 2% nữa thì là đối với người tiêu dùng mua rất là phù hợp và hợp lý. Sau 6 tháng triển khai giảm thuế VAT 2% theo nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội, giá của hàng nghìn mặt hàng tại siêu thị này đã được điều chỉnh giảm. Không chỉ người tiêu dùng được hưởng lợi, mà nhờ chính sách này, doanh số bán hàng của siêu thị tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Cái hỗ trợ của chính phủ về giảm giá VAT cũng là kích cầu rất là nhiều cho cái sức mua sắm của người dân, đặc biệt là tăng thêm cái sức mua, tăng thêm cái lượng lượt khách đến các trung tâm thương mại, bởi vì là giá cả được giảm, khách hàng có cái lợi ích khi mà đến mua sắm, tiết kiệm được cái túi tiền của mình. Theo thống kê, trên 20.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm khô, nước giải khát, sữa, bánh kẹo, thời trang, hàng gia dụng được giảm 2% thuế VAT. Giảm thuế VAT cùng với các giải pháp thuế, phí, lệ phí khác đang giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, để chính sách phát huy hiệu quả hướng đến mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế thì cần có hỗ trợ từ cơ quan chức năng. Chính sách giảm thuế 2% thì cũng phải đi kèm với đó là các cái điều kiện về thanh toán cũng như là tính toán về thuế rất là tốt từ cơ quan thuế cũng như là từ Bộ Tài chính, từ các cái thủ tục về khai báo thuế cũng như là các thủ tục về đăng ký và thành lập doanh nghiệp cũng phải được thực hiện đồng bộ để chúng ta có thể thực hiện hiệu quả nhất cái chính sách. Theo ước tính của Bộ Tài chính, với mức giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 25.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, chính sách này đang kích thích nền kinh tế, tạo việc làm cho lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Về phía cơ quan thuế, việc hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp trong việc đăng ký kê khai giảm thuế được quan tâm. Để người nộp thuế tiếp cận được cái chính sách này ấy, thì về phía cơ quan thuế đã tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế qua các kênh thông tin, mạng xã hội cũng như là gửi văn bản cho người nộp thuế. Và trong quá trình và triển khai thực hiện có vướng mắc thì cơ quan thuế sẽ có bộ phận tuyên truyền hỗ trợ trực tiếp giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế. Trong điều kiện hiện nay, việc tiếp tục triển khai chính sách giảm thuế VAT 2% sẽ mang lại lợi ích kép khi doanh nghiệp có lợi nhuận, người tiêu dùng cũng được mua hàng giá rẻ hơn. Sáng ngày 18 tháng 12, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng và Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố tiến hành tháo dỡ biển quảng cáo tại một số cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ biển quảng cáo của cơ sở karaoke Potato tại số 023 phố Hà Trương, phường Lào Cai. Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn, yêu cầu cơ sở này ngừng hoạt động kinh doanh, tháo dỡ biển quảng cáo và biển nhận diện do chưa đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định. Hiện trên địa bàn thành phố Lào Cai vẫn còn 47 cơ sở kinh doanh karaoke chưa đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an thành phố đang phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện việc tháo dỡ biển quảng cáo của các cơ sở không đảm bảo các quy định phòng cháy chữa cháy. Những năm qua, bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, người có uy tín trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã phát huy vai trò nòng cốt, trở thành nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa bàn cơ sở. Là người có uy tín và là trưởng thôn làng Đào, ông Đặng Văn Quỳnh đã trở thành người gắn kết mọi hoạt động trong cộng đồng dân cư. Với phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, ông cho rằng muốn dân tin thì trước hết mình phải làm gương trong mọi phong trào. Mới đây, để mở rộng đường thôn, ông đã tiên phong hiến 600 m2 đất và 300 cây quế trên đất. Từ đó, 27 hộ có đường chạy qua cũng tự nguyện hiến tổng số 11.000 m2 đất, chặt bỏ gần 2.000 cây quế và cây ăn quả. Toàn thôn đã đồng lòng góp được gần 300 triệu đồng để mở đường. Đồng chí trưởng thôn, năng động sáng tạo và cũng là người luôn đi đầu trong các phong trào, tuyên truyền vận động cho bà con. Đối với thôn Làng Đào 2 trong những năm gần đây có sự thay đổi rất lớn. Đường rộng, sáng điện, ý thức của bà con được nâng lên rõ rệt. Mình về luôn luôn gương mẫu đi đầu. Cái gì mình phải làm trước? Năm 2002 thì mở rộng con đường họp thôn, triển khai đến bà con. Và trong đó khi đó gia đình mình là cũng bị rất nhiều đất. Đấy là vào sát nhà luôn. Và mình vẫn được xung phong, chờ múc trước để cho bà con ta nhìn cái gương mình làm. Sau là tiếp tục vận động bà con các hộ khác. Năm 25 tuổi, anh Cư Xeo Mười đã được người dân thôn Ải Nam, thị trấn nông trường Phong Hải tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, người có uy tín. Đáp lại sự tin tưởng đó, anh Mười luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế giúp người dân thoát nghèo. Tiêu biểu như việc tiên phong chuyển đổi 1,3 hectare đất trồng ngô, sắn sang trồng chè Bát Tiên cho thu nhập 20-25 triệu đồng một tháng từ bán búp tươi. Để vận động bà con làm theo, anh Mười đã hỗ trợ các hộ nghèo về giống và hướng dẫn kỹ thuật. Từ thôn đặc biệt khó khăn của thị trấn, đến nay thu nhập bình quân của 171 hộ dân thôn Ải Nam đã đạt hơn 40 triệu đồng một người. Vận động trong gia đình, hiến đất, đóng góp để bà con nhìn và tin tưởng và làm theo. Tất cả bà con nhân dân hiến đất, hiến cây cối, hoa màu, ngày công, tiền để làm đường. Thôn Ải Nam bây giờ đã giải phóng được 1,8 km đường. Và bây giờ cho đến thời điểm này thì cũng đã được triển khai và bắt đầu đổ bê tông. Cũng người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện thì luôn phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, cốt cán ở cơ sở. Lực lượng người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, cũng như là vận động người thân, người trong dòng họ, người ở thôn bản mình thực hiện tốt các cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Toàn huyện Bảo Thắng hiện có 83 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng năng lực và uy tín của mình, họ đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành điểm tựa của thôn bản, là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân.
Để chăm lo phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua tỉnh Lào Cai đã triển khai kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người uy tín. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cũng thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để người có uy tín phát huy hiệu quả vai trò trí tuệ của mình tại cộng đồng dân cư. Đầu năm 2023, ông Vàng Xảo Hòa, người uy tín thôn Xả Trải không may bị tai nạn phải phẫu thuật. Nắm được thông tin, Ban dân tộc tỉnh, huyện và cấp ủy chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên kịp thời, giúp ông có thêm động lực trong điều trị, phục hồi chức năng. Rất là xúc động và cảm động là ông mình làm nghề uy tín thì cũng có những cái là cấp trên người ta rất là quan tâm. Từ những cái tình cảm đấy mình thấy là mình cần phải làm tốt hơn với cái vai trò trách nhiệm của người uy tín ở trong thôn, trong bản, trong địa phương. Quan tâm thực hiện chính sách cho người có uy tín, trong năm 2023, tỉnh đã tổ chức trên 20 hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, biểu dương khen thưởng cho người có uy tín, trao tặng trên 1.000 suất quà Tết, thăm hỏi 114 lượt người có uy tín bị đau ốm, gặp rủi ro với tổng giá trị trên 5,3 tỷ đồng. Cấp ủy chính quyền huyện Mường Khương từ huyện đến cơ sở thì cũng hết sức là quan tâm đến cái công tác người có uy tín trên địa bàn, đặc biệt là các cái chế độ, các cái chính sách. Người có uy tín cũng đã phát huy được tốt cái vai trò của mình trong cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là các cái chương trình liên quan đến xây dựng nông thôn mới, rồi là ba chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2023 có thêm 76 người được công nhận là người có uy tín, nâng tổng số người uy tín trên toàn tỉnh lên 1.117 người. Đây là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cải tạo hủ tục. Các dân tộc qua người có uy tín thì chúng tôi xét thấy hiện nay là đã cải tạo được rất nhiều và giảm thiểu rất nhiều về cái phong tục tập quán như là tảo hôn, rồi là như là ma chay cưới xin và đặc biệt nữa là mê tín dị đoan thì đã giảm thiểu rất lớn. Được quan tâm tạo điều kiện, người có uy tín trên địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng. Tiếp tục chương trình, 12 dự án cao tốc phân kỳ sắp được đầu tư mở rộng. Giáng sinh sớm với trẻ em nghèo Guatemala. 12 dự án cao tốc phân kỳ sắp được đầu tư mở rộng, trong đó 5 tuyến cao tốc qua 2 làn xe gồm Cam Lộ, La Sơn, Hòa Liên, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Lạc, Hòa Bình, Thái Nguyên, Chợ Mới sẽ được đầu tư mở rộng trước. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Chính phủ về đánh giá nghiên cứu đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ đầu tư. 12 tuyến cao tốc trong đó có 5 tuyến 2 làn xe và 5 tuyến 4 làn xe, có tổng chiều dài 743 km, chiếm 40% tổng chiều dài đường bộ cao tốc đang khai thác. Thực hiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các tuyến cao tốc đều được quy hoạch với quy mô 4 đến 10 làn xe, tốc độ khai thác 80 đến 120 km/h. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ sự cần thiết phải đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc này nhằm thực hiện mục tiêu các tuyến đường bộ đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn. Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện một quán tạp hóa tại thôn Đơng Dê, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông tàng trữ trái phép nhiều cá thể động vật hoang dã. Từ tin báo của người dân, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán tạp hóa do bà Vũ Thị Hoa, 43 tuổi làm chủ, phát hiện đang tàng trữ trái phép một cá thể mèo rừng nhóm 2B, 10 cá thể khỉ, một cá thể rắn, một cá thể trồn, một cá thể giòn đá và nhiều bộ phận của các cá thể động vật hoang dã khác. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ các tang vật để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc được công an huyện Đam Rông xử lý ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn. Chuyển sang những thông tin quốc tế,
Liên quan đến việc Triều Tiên phóng các vật thể được cho là tên lửa đạn đạo vào rạng sáng ngày 18 tháng 2, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã có động thái phản ứng. Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vẫn đang duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, đồng thời chia sẻ chi tiết với phía Mỹ và Nhật Bản về các thông tin liên quan đến vụ phóng. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về vụ việc. Theo thông báo của cả Hàn Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa từ khu vực Bình Nhưỡng theo quỹ đạo nghiêng. Tên lửa bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông nước này. Hiện các bên đang phân tích dữ liệu về vụ phóng. Israel và Hamas đều sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn mới và phóng thích con tin, dù hai bên vẫn còn bất đồng về cách thức triển khai. Hiện phía Hamas đang yêu cầu lập danh sách con tin được thả, đồng thời yêu cầu quân đội Israel rút về phía sau các ranh giới đã phân định. Trong khi đó, Israel được cho là đã đồng ý để Hamas lập danh sách con tin, nhưng chưa rút quân. Các nguồn tin cho biết Israel đã yêu cầu một mốc thời gian cụ thể và muốn kiểm tra danh sách trước khi ấn định thời điểm cũng như thời hạn ngừng bắn. Tuy nhiên, tại thực địa, xung đột giữa hai bên vẫn tiếp diễn căng thẳng. Hội đồng Bảo an gấp rút lên kế hoạch bỏ phiếu cho một nghị quyết yêu cầu các bên chấm dứt thù địch lập tức và lâu dài nhằm cho phép tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở ở Gaza. Ngày 17 tháng 12, người dân Chile đã bác bỏ một dự thảo hiến pháp mới do phe bảo thủ soạn thảo nhằm thay thế cho hiến pháp hiện tại có từ thời chế độ của nhà lãnh đạo Augusto Pinochet. Kết quả kiểm 96% số phiếu trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân ngày 17 tháng 12 cho thấy đã có 55,8% người Chile phản đối dự thảo hiến pháp sửa đổi, trong khi 44,2% bỏ phiếu ủng hộ. Đây là dự thảo hiến pháp thứ hai trong nhiều năm bị người dân Chile bác bỏ. Dự thảo hiến pháp sửa đổi đầu tiên được phe cánh tả soạn thảo tập trung vào các quyền xã hội, người bản địa, môi trường và giới tính. Tuy nhiên, văn kiện này đã bị bác bỏ hồi tháng 9 năm ngoái. Bản dự thảo mới đây do các đảng bảo thủ soạn thảo được đánh giá là mang tính bảo thủ và mở cửa đối với thị trường hơn so với hiến pháp năm 1980 với mục tiêu thắt chặt luật về nhập cư và quyền nạo phá thai. Dù còn khoảng một tuần nữa mới đến ngày Giáng sinh, nhưng không khí lễ hội đã ngập tràn tại Guatemala. Trong ngày 17 tháng 12, ông già Noel đã gây bất ngờ khi mang đến niềm vui cho nhiều em nhỏ ở thủ đô quốc gia Trung Mỹ này với những món quà xinh xắn. Hector Chacon, lính cứu hỏa năm nay đã 77 tuổi, đã vào vai ông già tuyết để mang đến nhiều món quà đáng yêu cho những trẻ em nghèo vùng La Paz ở thủ đô Guatemala. Ông đã miệt mài với công việc này suốt 26 năm qua và chưa từng có ý định dừng lại công việc đầy ý nghĩa này. Và hình thức ông Chacon xuất hiện và trao quà cũng rất đặc biệt và gây được sự phấn khích cho các em nhỏ khi ông đu dây từ trên cao xuống trong sự vui mừng chờ đợi của các em nhỏ ở phía dưới. Đợt không khí lạnh kèm theo tuyết rơi dày đã kéo dài tại Trung Quốc hơn một tuần qua, khiến cho các đơn hàng trực tuyến tăng vọt. Nhân viên dịch vụ giao hàng đã phải tìm cách vượt qua thách thức về giá rét khắc nghiệt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Tại thủ đô Bắc Kinh, khi tuyết bắt đầu rơi từ hồi đầu tuần trước, nhiều người đã chọn ở nhà, dẫn đến nhu cầu mua sắm trực tuyến và đặt đồ ăn giao đến tận nơi tăng mạnh. Theo một nền tảng giao đồ ăn, trong trưa ngày tuyết rơi đầu mùa, các đơn đặt hàng lẩu, nướng và những đồ uống nóng đã tăng hơn 35% so với cùng thời gian tuần trước. Nhân viên giao hàng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Không chỉ phải tăng ca, nhân viên giao hàng cũng phải đối mặt với điều kiện đường xá nguy hiểm trong thời tiết băng giá. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nội dung bắt buộc, giáo dục địa phương còn mang ý nghĩa quan trọng, giúp học sinh hiểu về truyền thống, lịch sử văn hóa của quê hương mình. Cũng bởi vậy mà những tiết học ngoại khóa gắn với tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống luôn có sức hấp dẫn riêng, mang đến cho các em những trải nghiệm đặc biệt. Hình ảnh về những tiết học thú vị như vậy sẽ có trong mục Khoảnh khắc Lào Cai hôm nay. Các
và cái quá trình làm nên nó. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm qua kết thúc 2 ngày nghỉ cuối tuần, nhưng khá đông du khách đã nán lại khu du lịch quốc gia Sapa để thưởng thức không khí lạnh giá được ví như ở trời Âu. Được dự báo gió mùa đông bắc có cường độ mạnh trong những ngày tới, nên nhiều người còn kỳ vọng sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của băng tuyết dày phủ trên cây hoa ngọn cỏ. Tuy nhiên lúc này với người dân vùng cao thì lại đang khá vất vả trong công tác bảo vệ, phòng tránh rét cho vật nuôi và cây trồng, hạn chế thiệt hại. Theo quan sát hình ảnh vệ tinh của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp, thì đến hôm nay chỉ còn mưa nhỏ vài nơi. Các khu vực đỉnh núi cao như ở khu vực đỉnh Phan Xipang có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết nhẹ. Và hiện tượng rét đậm rét hại này còn có thể kéo dài đến ngày 20 tháng 12. Mỗi người cần có biện pháp giữ ấm cơ thể, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp nhiều mây không mưa, gió đông nam cấp 2, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây không mưa, sáng sớm có mù hoặc sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, gió đông nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.